mua lại cây rút tiền cũ để lấy sắt vụn. Ai ngờ đập ra phát hiện thứ gây choáng. Người đàn ông định mua chiếc máy ATM cũ để về gỡ ra xem có linh kiện nào dùng được không, còn lại thì đem bán sắt vụn. Thế nhưng gỡ ra anh lại phát hiện thứ không ngờ. Mới đây một người đàn ông ở Mỹ đã mua một chiếc máy rút tiền cũ dưới dạng mua sắt vụn. Thế nhưng khi đập chiếc máy ra, anh không ngờ rằng tiền trong đó lại còn rất nhiều. Người đàn ông này cho biết anh đã bỏ ra $300 Mỹ, khoảng 6,8 triệu đồng để mua lại chiếc máy ATM cũ và quay video toàn bộ quá trình tháo dỡ. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip lập tức gây bão trên mạng xã hội, hút người xem khủng. Thì ra trong quá trình tháo dỡ, anh phát hiện bên trong có rất nhiều tiền. Ai xem cũng thấy ghen tị vì sự may mắn của anh. Anh chia sẻ ý định ban đầu của anh và nhóm bạn chỉ là để dỡ ra xem có linh kiện nào còn dùng được nữa hay không, còn lại thì đem bán sắt vụn một lần nữa, có thể kiếm chút lời. Người đăng tải trên tài khoản TikTok Packet cho hay công ty từng sở hữu cái máy đã không dùng nó nữa nên đem bán sắt vụn. Vì người bán cũng không có chìa khóa nên ông ấy nói nếu cậu mua lại chiếc máy này với giá $300 thì tất cả những thứ bên trong đều thuộc về cậu, cậu có thể lấy hết. Trong clip này, người đàn ông cùng nhóm bạn sử dụng khoan búa để phá chiếc máy rút tiền ra, tìm thấy bên trong một hộp kim loại vốn để đựng tiền khi chiếc máy còn hoạt động. Tiếp tục phá chiếc hộp kim loại, nhóm bạn choáng váng khi bên trong hộp có rất nhiều tờ tiền và họ nhanh chóng lấy số tiền đó ra. Tổng cộng trong đó có chứa $2,000, hơn 45 triệu đồng. Số tiền này nhiều hơn gấp nhiều lần so với số tiền mà anh đã bỏ ra để sở hữu chiếc máy ATM. Và giờ đây anh cùng nhóm bạn có thể chia nhau số tiền đó mà không phải áy náy gì. Đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút 6,7 triệu lượt xem sau 4 ngày đăng tải. Dân mạng gửi lời chúc mừng người đàn ông và nhóm bạn vì món hời. Thật không ngờ trong cây ATM lại còn sót số tiền nhiều đến vậy. Trước đó đã có nhiều trường hợp mua món đồ cũ tưởng không có giá trị, nhưng khi về nhà gỡ ra thì phát hiện kho tiền bên trong. Mark Tham Vọng, chuyên mục Tài chính.